Ồ, trước Tết á, ba sẽ rước cô Liễu về nhà mình đó. Tâm ý, Dạ. bữa ông ăn cơm con. Dạ. Bà nói cái gì vậy? Ba lại nữa rồi đó. Trước Tết cần quá sao chuẩn bị kịp ba? Ba đã tính hết rồi, các con không cần phải lo, hiểu không? Phải rồi, ba cứ làm theo ý của ba đi, không có cần phải nghĩ tới tụi con. Cái con này. Tâm ý ơi, Tâm ý. Dạ. Dạ cô. Nè, cô đi công chuyện một chút nha. Dạ. À, ông đâu? Ông ở trong phòng hả? Dạ, ông đi ra ngoài từ sớm rồi cô. Mới sáng sớm mà đã đi ra ngoài rồi. Cô đi nha. Dạ. Dạ, đây là mẫu mới nhất bên con mời bác xem ạ. À. Vậy hả? Đẹp. Liễu hả? Đang làm gì đó? Tôi đang rảnh. Ông sao vậy? Có chuyện gì vui hả? Tất nhiên tôi vui lắm bà ơi. Tôi vui và tôi cười đến mức mà tôi không ngậm miệng lại được luôn đó. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Mưa ngày mai dạ, vắng. Con chào mới về. Đẹp. Ui sao mà càng nhìn nó càng đẹp. Chiếu khủng khiếp luôn. Lấp lánh ánh châu sa. Tự nhiên chột bụng vậy ta. Trời ơi, Tâm Mỹ ơi, đâu có con mèo ra vậy nè. Trời ơi, nó lại vô nữa hả ông? Ừ. Con mèo này không hiểu sao nó cứ vô nhà mình hoài à. Ở nhà phải biết đóng cửa lại chứ. Bắt nó đi. Mèo, mèo. Quăng lên nhà sao cũng được. Thiệt tình. Trời, trời. Ê, Tâm Mỹ ơi. Dạ. Thấy cái nhẫn của ông đâu không? Dạ. Nãy giờ ông để đây nè. Ông đâu có biết đâu ông. Trời ơi, mau mất rồi. Kiếm giùm ông cái coi. Dạ. Trời ơi trời. Nó lăn đi đâu được chứ. Bà nhớ kỹ là con bà để chiếc nhẫn đó ở đâu. Ông ơi ông, tôi để rõ này đây. Trên này, hiểu chưa? Ông ơi, có khi nào con mèo nó đụng vô rồi rớt không ông? Cho dù nó có rớt thì cũng đồng nhậm ở đây. Mà sao ba người tìm không thấy? Lo tìm đi. Khoan đã. Bà ơi. Ừ. Sao, có chưa? Có rồi hả? Có khi nào con mèo nó nuốt chiếc nhẫn không? Hả? Tại vì chiếc nhẫn nó sáng quá cho nên con mèo nó thấy nó thích nuốt chiếc nhẫn. Chứ nếu như chiếc nhẫn mà để ở đây thì nãy giờ mình đã tìm thấy rồi. Bây giờ chỉ có giả thuyết con mèo nuốt chiếc nhẫn của con là hợp lý nhất. Tâm ý, con không cần phải tìm ở đâu. Con chắc chắn con mèo nuốt chiếc nhẫn rồi. Con nghĩ là con mèo nó không có nuốt đâu chú. Đừng có cãi chú, con mèo nuốt chiếc nhẫn. Thôi, bây giờ không phải là cái chỗ cãi, hiểu chưa? Hai đứa làm sao mày ráng tìm cho ba được chiếc nhẫn, hiểu không? Ngày mai mà không có là có chuyện lớn đó con. Ngày mai ba cầu hôn cô Liễu hả? Mày nhiều chuyện quá. Lo tìm đi, phải tìm cho ra chiếc nhẫn, hiểu chưa? Ba ra ngoài một chút. Con đã nuốt con mèo nuốt chiếc nhẫn rồi tìm sao được mà. Ê, em mới về. Ba đi đâu vậy? Ba ra ngoài một chút. Ba, không có đi thì lấy theo cây dù đi, ở ngoài mưa lớn lắm. Ủa, Ê. Dạ. Lấy ông cây dù. Thì lấy cây dù đừng có tìm nữa, không có đâu. Nhớ lấy cây dù nha ba. Ừ. Con mèo nuốt. Mày đưa những cái giả thuyết nó phức tạp quá mà ta không thể tưởng tượng được nữa. Lẹ lên. Dạ. Con tìm cái gì mà tìm hoài vậy? Tìm cái gì thì để mai mà tìm. Dạ, bây giờ mà không tìm á là không kịp đâu cô. Nè, con biết chú Ngọc làm gì ngoài vườn từ hồi chiều tới giờ không? Dạ. Mèo, mèo, mèo ơi mèo.
Tao thương mày lắm, tóc mày không căng, nhưng tao vẫn thương mày. Mèo, mèo. Mày đâu rồi mèo? Chị có sao không? Cậu, cậu mới về hả? Ủa chị làm gì vậy? À, không có gì, tôi tìm chút đồ ạ. Tìm gì? Ủa mà cậu ăn cơm chưa? À, em ăn rồi. À, vậy đợi chút tôi làm sinh tố uống rồi hả lên nha. Ra đây đi, tao cho mày ăn cá rồi mèo ơi. Tâm Ý, Nguyên nó về rồi hả con? Dạ. À, dạ về rồi cô. Ừ. Sao rồi? Con kiếm ra đồ chưa? Dạ chưa. Mà thực ra đó là chiếc nhẫn đó cô. Nhẫn hả? Dạ. Ông làm mất cho nên là nhờ chú với con đi tìm đó cô. Là cái nhẫn cầu hôn của ông đúng không? Thiệt tình vậy cũng mất nữa. À, cô ơi. Ừ? Con hỏi cô cái này được không cô? Có gì thì cứ hỏi đi. Dạ. Trước khi mà cô đi công chuyện ở bên ngoài về á, cô có ghé nhà mình lần nào nữa không cô? Không. Mà sao vậy? Dạ. Hồi sáng lúc cô ra ngoài, cô mang đôi này đúng không cô? Đúng rồi. Mà lúc cô về á, thì cô lại mang đôi dép này. Con nghĩ thì sao vậy? Chẳng lẽ buổi sáng ra đường là cô mang đôi giày, tự nhiên chiều về cô mang đôi dép làm sao? Nhỏ này. Dạ, tại vì lúc cô về á, là trời đang mưa, mà đôi giày này thì không hề bị dính nước. Ngược lại thì đôi này bị ướt mà còn dính đất nữa. Vậy thì có thể hiểu là cô đã mang đôi này về nhà. Nè, ý của con nói á là cô là cái người lấy chiếc nhẫn của ông đúng không? Ừ, dạ, con không có ý đó đâu cô. Con đó nha, con không có được nghĩ xấu người khác như vậy đó. Bực mình quá đi à. Rồi còn ba nữa, bày ra cái trò đó, cầu hôn làm gì y như con nít vậy. Mèo. Mày cũng lòi cái mặt mèo mày ra. Vậy thì nó lăn đi đâu? Dạ, con sẽ cố gắng tìm kiếm lại. Ba ơi, ba ơi. Ba ơi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi ba ơi. Con tìm thấy chiếc nhẫn rồi hả? Dạ. Đâu? Chiếc nhẫn thì chưa thấy. Ba thấy gì? Con tìm thấy con mèo rồi. Đây là cái gì? Trời ơi ba ơi, sau một thời gian con rình rập tìm kiếm, cuối cùng con đã tìm ra con mèo rồi. Bây giờ ha, mình chỉ cần mình chờ con mèo nó ị ra chiếc nhẫn là xong. Vậy thôi. Dạ. Ừ, bây giờ vậy thì cố gắng làm sao mà con mèo nó ị ra lấy ra chiếc nhẫn cho ba, nghe chưa? Dạ. Thôi hai đứa đi làm lại lên. Bây giờ con ra con năn nỉ nó ị nè. Ị đi mèo ơi, mèo ơi ị đi mèo. Mới sáng sớm mà đã sầm rồi. Lại nói về cái nhẫn kim cương nữa chứ gì. Gì vậy? Cô ơi, con nhìn cô cái gì? Đừng có nói là con nghi ngờ cô rồi nha. Dạ không có. Nhưng mà cô chưa thấy chiếc nhẫn đó bao giờ thì sao cô biết nó là nhẫn kim cương hả cô? Hả?
Con vẫn chưa nói gì mà sao cô biết đó là nhẫn kim cương? Cái đó là nhẫn cầu hôn mà. Nhẫn cầu hôn thì ai không biết nó là nhẫn kim cương. Mắc cười thiệt. Đây, đặc sản, món khoái khẩu đây. Mẹ ơi, thơm lắm nè, thơm lắm đúng không? Ăn đi nha, ăn ngoan nha. Tao có tẩm thuốc sổ trong này nè. Mày ăn đi rồi mày ị ra, ra dạng cho tao nha. Ăn đi con. Đúng rồi. Ừ, ăn đi. Nhẫn cầu hôn mà phải có thêm chút mùi phân mèo trong đó nữa thì tình cảm mới nồng ấm chứ đúng không? Bà tính cầu hôn thiệt hả? Lại còn mua nhẫn kim cương nữa chứ. Ừ vậy hả? Rồi thôi đợi chút xíu nữa tôi sẽ gọi lại sau nha. Ừ, đâu có gì đâu. Thì nói nhiều thời gian thì mình sẽ nói được nhiều hơn. Chứ bây giờ nói qua điện thoại làm sao hiểu ý hết ý được ha. Ừ rồi. Meo. Sao vẫn chưa tìm được? Bây giờ sao ta? Dạ ông ơi, con có chuyện ba này. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Chuyện gì? Tìm thấy rồi. Eureka, con đã tìm thấy rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Đúng nó rồi. Tìm thấy ở đâu? Dạ, ở trong đống phân mèo á ba. Mày rửa chưa? Con rửa sạch là ba yên tâm đi. Con đã nói rồi, do con mèo nó nuốt chứ đâu mà. Ủa, con mèo nó nuốt chiếc nhẫn thiệt hả chú? Con vẫn còn chưa tin hả? Sự thật rành rành vậy rồi. Tìm được là hay rồi. Con giỏi lắm rệ quý. Con đúng là ngọc trong đá nha. Vừa nghe qua thôi là con đã biết liền. Tuy là con không có chứng kiến ở hiện trường, nhưng mà theo cái suy đoán của con là con mèo nó phải nuốt chiếc nhẫn. Nếu như không phải con mèo thì không còn cách giải thích nào khác hết. Mọi người thấy sự suy luận của con hay ghê chưa?